Xin chào tất cả các chị em. Ngày hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ với các chị em những cái biểu hiện, những cái dấu hiệu của viêm nhiễm phụ khoa nhé. Đầu tiên đó là khí hư da bất thường. Khí hư là dịch tiết âm đạo của người phụ nữ và nó xuất hiện bắt đầu bước vào cái tuổi dậy thì. Và nếu như khí hư nó ra nhiều và có cái biểu hiện bất thường thì chắc chắn là chúng ta đang gặp phải một số cái căn bệnh về viêm nhiễm phụ khoa như là viêm nội tuyến cổ tử cung này, viêm tử cung, u xơ u lang, lấm ngứa phụ khoa. Và những người mà bị viêm phụ khoa thì là thường có những cái khí hư ra nhiều này, có mùi hôi và thường là có khí hư kèm theo những cái ngứa ngáy âm đạo này và đi tiểu nhiều, tiểu rát, tiểu nóng và đau chảy máu khi quan hệ. Nếu như bệnh nặng, càng nặng thì là khí hư nó sẽ càng tiết ra nhiều hơn và tùy thuộc vào từng cái giai đoạn bệnh khác nhau mà khí hư nó có những cái biểu hiện như là biểu hiện loãng này hay đặc hoặc là màu sắc nó cũng khác nhau. Khí hư đặc và loãng, khí hư đặc và màu sắc là khác nhau. Khí hư nó bất thường có thể là do cái vi khuẩn này, do ký sinh trùng, do lấm, đều mang theo những cái đặc điểm chung là có mùi hôi rất là khó chịu. Biểu hiện tiếp theo đó là ngứa rát vùng kín. Nếu như mà chúng ta bị viêm nhiễm âm đạo do cái vi khuẩn và do lấm âm đạo thì có thể là gây cho chúng ta cái vùng kín nó sẽ rất là ngứa rát. Và cái cách chính xác nhất để chúng ta biết được là mình đang bị nhiễm lấm gì thì chúng ta phải đi xét nghiệm dịch tiết âm đạo nhé. Và ngoài ra ngoài những cái nguyên nhân mà gây ngứa rát vùng kín thì có thể là do bạn có thể là bạn dị ứng một số những cái hóa chất như là xà phòng này, sữa tắm này hoặc là dung dịch vệ sinh chứa quá nhiều hóa chất. Thì có thể là do chúng ta sử dụng cái băng vệ sinh nó không đảm bảo hoặc là chúng ta sử dụng giấy vệ sinh là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng chẳng hạn. Tốt nhất là chúng ta không nên sử dụng những cái xà bông và những cái loại dung dịch vệ sinh nó chứa quá nhiều hóa chất, những chất tẩy rửa mạnh. Và đồng thời chúng ta cũng không nên sử dụng nước hoa hay là các cái loại chất thơm để thoa lên cái vùng kín, thoa lên âm đạo. Điều này rất là nguy hiểm bởi vì đây chính là những cái nguyên nhân dẫn đến những cái chứng bệnh viêm phụ khoa các chị nhé. Chúng ta nên sử dụng cái dung dịch vệ sinh chiết xuất từ thảo dược, nguồn gốc từ thảo dược thì nó sẽ an toàn hơn cho vùng kín của chúng ta. Và cái biểu hiện tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ thấy là quan hệ tình dục chúng ta sẽ thấy đau này, hoặc là có thể thấy chảy máu nhé. Khi âm đạo của bạn mà thấy bị khô này, bị rát này và cảm giác đau đớn khi quan hệ tình dục thì thường xuyên xuất hiện thì là cái nguyên nhân có thể là do cái tác động của các cái tác dụng phụ của thuốc tránh thai này, do dị ứng thuốc này, do chúng ta sinh nở quá nhiều hoặc là do chúng ta mang thai khiến cho cái hàm lượng hormone ở trong cơ thể nó thay đổi. Ngoài ra thì là do chúng ta có thể bị u xơ u lang buồng trứng. Những cái chứng bệnh này có thể kèm theo những cái biểu hiện là chúng ta đau cái vùng khung xương chậu. Vì vậy chị em hãy đến các cái cơ sở chuyên khoa để khám là chính xác, biết được cái nguyên nhân gây bệnh và để điều trị sớm các chị nhé. Tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ bị chảy máu khi quan hệ. Và nguyên nhân hàng đầu của những cái hiện tượng chảy máu sau khi quan hệ đó chính là do những cái rắc rối gặp ở cổ tử cung, những cái chứng bệnh loạn sản cổ tử cung gây ra những cái biến đổi bất thường các cái tế bào biểu mô khiến cho nữ giới thường chảy máu sau khi quan hệ, hoặc là do bị viêm nội tuyến các chị nhé. Viêm nội tuyến thì cái bề mặt cổ tử cung nó bị viêm loét, bị chảy xước, rất là dễ bị chảy máu. Đôi khi là cái việc chảy máu cũng có thể là do chúng ta quan hệ tình dục trong cái độ tuổi còn quá non trẻ, hoặc là chúng ta bị các cái bệnh lây lan qua đường tình dục. Và những cái tình trạng mà bị nhiễm lấm hoặc là gặp phải những cái chứng bệnh viêm nhiễm phụ khoa là cái nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng chảy máu. Nếu như chúng ta không được điều trị kịp thời thì là rất là nguy hiểm đối với cái quá trình thụ thai ở nữ giới, cũng như là cái thiên chức làm mẹ, chúng ta có thể là dẫn đến vô sinh hiếm muộn này, hoặc là đặc biệt nặng hơn nữa là cái căn bệnh ung thư cổ tử cung nhé các chị nhé. Những chị em nào mà đang gặp phải những cái tình trạng viêm nội tuyến này, khí hư huyết trắng, lấm ngứa âm đạo, viêm âm đạo, hoặc là tất cả những cái biểu hiện như em vừa chia sẻ liên quan đến vấn đề viêm phụ khoa thì hãy để lại số điện thoại cũng như là comment để được tư vấn và điều trị sớm trong cái liệu trình điều trị ngắn nhé chị nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ạ. Xin chào.